Các người anh em nào đã có nhu cầu mua ạc Liên Quân giá rẻ, liên hệ ngay Facebook A Công Junsi 1511. Anh em nhớ bấm theo dõi để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất khi mà shop mình đang ạc nha anh em. Mình có hướng dẫn chi tiết ở trong cái phần game, đó chính là cách chọn ạc, cách thức giao dịch và cách thức trả góp. Và ở dưới cùng á là mình có đăng những cái con ạc ngon giá rẻ, anh em tha hồ mà lựa nhá. Anh em cho mình xin vài giây đi quảng cáo cũng như là cảnh báo tới những anh em nào sắp sửa mua ạc của Junsi nha. Thì anh em muốn mua ạc bên mình á, anh em hãy vào Facebook và tìm từ khóa đó chính là Junsi 1511. Đó, anh em tìm và anh em nhấn tìm đó, thì đây chính là Facebook mà mình bán ạc nha anh em. Thì anh em nhấn vào Facebook của mình và anh em hãy gọi là cho mình một cái theo dõi để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất khi mà shop mình đang ạc nha. Đó, anh em nhấn vào và anh em lướt xuống đây, anh em muốn á tìm được cái con ạc để anh em có thể mua á, thì anh em hãy gọi là vào cái bài viết của mình và anh em tìm đấy. Thí dụ như là cái con này nè, đó thì là có giá trị là 450k đấy. Thí dụ mà anh em không có ưng con này, anh em lướt sang con khác đấy, thì sẽ có cái con ngộ không bậc 5 nè, và cái giá trị của nó ở đây nè, đó chính là 1.2 triệu nha anh em. Đấy, 1.2 là 1.2 triệu nha. Thì đó là cách chọn ạc thứ nhất nha. Còn đây là cách chọn ạc thứ hai, thì anh em hãy lướt đây và anh em xem tin của mình nè. Đó, anh em nhấn vào đây và anh em xem tin thì anh em sẽ có được cái những mức giá đây. Thí dụ như là đây cái con na bệ thần nè, là 5m nè, đây full na bệ thần 5m. Còn ví dụ mà không ưng con đó thì qua đây có con Hayate đấy, nói chung là nhiều skin Hayate 1.2 triệu, như là con lao bệ thần là 1.5 đấy, kiểu vậy. Thì nói chung là anh em lựa ạc xong thì anh em sẽ nhắn tin cho mình đấy, anh Junsi ơi, anh Junsi ơi, em muốn mua ạc ạc đấy. Thì đó là cái cách để cho anh em có thể mua ạc của bên mình nha. Lưu ý cho anh em nè, có nhiều anh em á là không có tìm theo cái link như mà mình chỉ, không có tìm như là Junsi 1511, mà anh em tìm đó chính là đang thoại đấy. Anh em tìm như vậy là rất là sai luôn nha anh em. Thì khi mà anh em tìm như vậy á là anh em sẽ ra rất là nhiều link đó. Thì nói chung là anh em tìm như vậy rất là nguy hiểm. Thí dụ mà nhấn vào trang mình, nhấn đúng link của mình thì không sao đấy. Còn thí dụ như là nhấn link cái thằng này là coi như là bị lừa đảo rồi nè. Hiện tại thì bây giờ mình đang ở cái rank 29 sao và cái số điểm Nagarok của mình là 5223 điểm. Thì không biết là sau một đêm leo rank của mình thì mình sẽ lên được bao nhiêu điểm và cũng như là số sao mình sẽ đạt được bao nhiêu. Bây giờ là 20:26 thì không chần chờ gì nữa, bắt đầu vào trận đấu thôi anh em ơi. Đến với game 1 chưa gì hết mà tôi đã thấy quải chè đậu rồi anh em ơi. Team bạn nó vừa cấm con Flo mà kèm theo đó là bích luôn con Nagarok của mình này mà. Đó gọi là dạng sự khởi đầu nan, gian nan tới bắt đầu nản anh em ơi. Ôi nhưng mà không sao, nói chung là mình sẽ bích cái con Yuka đó, lấy con Yuka trừng trị team bạn anh em ơi. Đầu game chưa gì hết mà team bạn đang có dấu hiệu kiếm mối team mình nên mà bay vô hỗ trợ thằng mid, nhưng rất tiếc là không kịp anh em ơi. Trầm trọng lực lấy cái mạng của thằng Nagarok, trời ơi không có đủ đam anh em mà, thôi lui về đi ông em ơi. Nó quánh mày ba má vẫn không ra bây giờ đó. Nói chung là đầu game mình lên rìu Willathan á, cho nên cái lượng đam mình không có để có thể kết thúc được cái mạng của thằng Nagarok anh em ơi. Hai bên phần đường team mình đã farm hết rồi, cho nên bây giờ mình sẽ ra mid, mình bú liếp xương xương ba cái con lính và đi xuống đường rồng hỗ trợ này mà. Ben dùng ulti lao vô thằng Zip nhưng không làm gì được. Team bạn thì đang có dấu hiệu ăn rồng anh em ơi. Mình đứng ở đây chờ thời cơ và chuẩn bị bú liếm nhưng không kịp anh em mà. Ôi tôi tạm lui về đi đi ơi. Trời ơi thằng Zip lao vô đây mà. Ben đổi máu chó quay lại đơm hai thằng, mình cũng vậy anh em ơi. Mình cũng đổi máu chó nhưng mà nó lạ lắm anh em ơi. Đành phải dãnh bụng tại nơi đây. Một pha xử lý hết sức ngu người đến từ vị trí của Junsi anh em ạ. ID team bạn đổi máu tài dâm lên và hấp Zip thành công cái bạn của thằng Elsu anh em ơi, nhưng đồng nghĩa với cái việc là cái thằng này cũng phải lên bảng điểm số. Mình lao mà con. Và thế là mình đơn giản đã có một mạng xương xương trong trận đấu ngày hôm nay anh em ơi. Team bạn đang có ý định lấy luôn cái trụ của team mình anh em ơi. Bay vô và hỗ trợ đồng đội anh em à. Quá trời thằng thấp máu luôn anh em ơi. Trầm trọng lực, trời ơi, lấy được cái mạng của thằng Teo Anh Nát anh em bà. Quay lại và đơm luôn cái mạng của thằng Nakarok anh em ơi. Nhờ cái pha combat thắng lợi dễ dàng đó thì team mình đã dễ dàng lấy lại được cái trụ này mà. Nói chung là pha này mình lời nha anh em. Một trụ đổi một trụ và lời được hai cái mạng của team bạn anh em ơi. Ở đây thì chắc có lẽ là mình sẽ lấy luôn cái mạng thứ ba của thằng Zip anh em à. Chạy đi đâu con sâu ăn chuối đi mày. Lấy được cái trụ và kèm theo đó là ba mạng của team bạn anh em ơi. Pha này mình biến về hồi máu quay lại anh em à. Nói chung là pha này rất là lời luôn. Tại vì một trụ đổi một trụ và kèm theo đó là ba mạng của team bạn này mà. Thằng Esu tiếp tục bị hấp diêm tập thể bởi cái thằng Teo Anat và cái thằng Nagarok bên đây mà.
nó lao vô nó đơm cái thằng Elsu nè em ơi. Thằng Elsu đã lên bảng điểm số và mất luôn cái trụ của mình rồi nè em ơi. Rất tiếc là không lấy lại được cái mạng của thằng Nakarok nè em à. Nếu mà pha đó nó không có bằng xương là nó thấy mụ đậu nó rồi nè em ơi. Nhưng mà rất tiếc là đời không như là mơ nè em à. Tiếp tục làm con ông chăm chỉ gọi là tích cực quay tay, còn một dân mai sẽ tới nè em à. Mình sẽ gọi là ráng cố gắng đi farm để ao vàng team bạn nè em à. Và sẽ lấy những cái mục tiêu lớn như là rồng, như là xây xa nè, để cho giúp cho team mình anh em được cường quá lên, đánh một cái game nó mới dễ hơn em ơi. Pha này thì trời ơi, một pha trọng trọng lực không dính ai nè mà. Đúp bụi long thần trưởng chờ thời cơ và đúp con mọi tên em ơi. Trọng trọng lực trời ơi, nó dùng ulti rồi nè mà. Thôi lui nhẹ nhẹ đi mình ơi. Ben lao vô kết thúc được cái mạng của thằng AD nè em ơi. Chuẩn bị có hỗn chiến từ đây, mình lao vô mình trọng trọng lực lấy luôn cái mạng của thằng AD team đó nè mà. Bá đạo dành cho mình. Mình quay lại mình đâm luôn cái thằng mid team đó và double kill uy lực gấu mèo và mình phải nằm xuống từ đây. Không biết là thằng mid team mình có lấy luôn được cái mạng của thằng Nakarok không anh em. Và đã lấy lại được luôn em à. Quá hay đấy. Một pha ta nói là một đội 4 anh em ơi. Quá là lời chứ còn gì nữa. Chắc có lẽ là team mình sẽ lấy luôn cái trụ ở đường mid anh em à. Đó, không lấy cũng khó nữa anh em à. Ừ, không muốn lấy nó cũng khó nữa anh em ơi. Đang ăn cái con bùa xanh tự nhiên tiêm bản nó nhào vô, nó gọi là nó đơm cái thằng Omen anh em à. Mình hỗ trợ thằng Omen anh em ơi. Rồi Diệp chạy đi đâu em yêu của anh. Trời ơi, lăn lóc lóc ăn chuối vậy mày. Sau khi lấy được cái mạng của thằng Diệp, mình quay lại mình đơm cái thằng Nakadok anh em ơi. Nakadok định hách não pha này anh em à. Ai ngờ đâu bị hay mình hách não anh em mà, làm sao mà chạy được. Sau khi combat xong á thì mình vẫn không quên cái việc là đi farm đấy, tích cực quý ta hay còn muốn dẫn master ấy. Đó, và mình cũng không quên là ăn những cái mục tiêu lớn như là rồng xa xa để cho team mình được cường quá anh em ơi. Pha này thì mình thấy cái thằng Nakadok còn có một máu anh em ơi, lao vô lấy được cái mạng của nó nhưng mình cũng phải nằm xuống thôi anh em mà. Team mình thì đang có dấu hiệu là muốn combat rồi anh em ơi. AD team bạn lao vào AD team mình anh em à. Không biết là chạy được không, nhưng rất tiếc là không anh em à. Thằng Ben trả thù được cho thằng Elsu anh em ơi. Và team mình bây giờ đang có cái thế trận, đó chính là bị team bạn nó ép anh em à. Ben lao vô và không làm gì được cả và đã quét xanh cho team bạn anh em ơi. Quải chè đậu team mình thì chứ trời ơi. Combat quải đạn thiệt. Sau pha combat thua đó thì team mình đã tạo tiền đề cho team bạn lấy được cái trụ 2 ở đường mid này mà. Lao vô định lấy luôn cái mạng của thằng Zip nhưng nó trâu quá nè em ơi. Thôi lui nhẹ mới đấy hơi. Pha này thì Nakadok định lấy luôn cái mạng của thằng Murat này mà, nhưng rất tiếc là có mình ở đây thì làm sao để chuyện đó xảy ra được em ơi. Mày làm sao, mày thích gì rồi, trào món ăn chuối đi con. Đó, nói chung là lấy được cái mạng của thằng Nakadok là quá là ok rồi nè mà. Nấp bụi chờ thời cơ và nấp con mồi anh em ơi. Đây con mồi là đây chứ đâu, ăn chuối đi mày. Siêu diệt đến từ brick của mình anh em à. Lấy luôn cái trụ tim bạn và tiếp tục với cái chuyên đề đó chính là nấp bụi chờ thời cơ anh em ơi. Đấy, thằng Diệp lăn lông lốc vô mình anh em ơi. Rồi mình lăn vô đây là mày thấy mờ mày con trời hùng đồ hồng đam kìa anh em. Quay lại đớp thì KDC đi mà, và mình cũng phải lên bảng điểm số pha này anh em ơi. Nói chung là tim bạn đông quá chịu không có nổi anh em à. Qua phút thứ 15 rồi anh em à, team mình đang ăn xe xa và mình vô mình hỗ trợ team mình đi anh em ơi, để cho thằng rừng team bạn nó hình quá. Mình đã ăn được rồi anh em à, cái pha này mà để cho rừng team bạn ăn là chắc là mình tới cục kiệu team mình luôn, nó chửi mình là coi như là không ra gì luôn anh em à. Vừa thấy thằng này cái đốc vòng vòng ra đây anh em ơi, mất nó anh em à, chạy đi đâu, trời ơi để cho nó chạy rồi anh em ơi, hay quá cái thằng Ben anh em ơi. Sau khi mà giết được thằng này cái đốc thì cái việc mà ép lên team bạn vô cùng là dễ dàng anh em à. Pha này mình lao vô lấy luôn cái mạng của thằng Teranas đây nè mà. Có cái thằng Ben ra hỗ trợ mình, nhưng rất tiếc là mình không đủ tầm để giết luôn cái thằng Ari nè ơi. Nhưng mà dù sao thì team mình cũng đã chiến thắng cái game này dễ dàng anh em à. Có dễ dàng vậy thôi chứ thật ra cũng hơi khó, tại vì đây là trận đấu đầu tiên của mình trong ngày mà anh em. Tay nó hơi bị cứng anh em à. Nhưng mà dù sao thì cũng đã chiến thắng rồi anh em ơi. Số sao của mình bây giờ đã nâng lên được 30 rồi anh em à. Hiện tại là bây giờ đang là 20:53 thì chúng ta sẽ đến ngay với game 2 anh em ơi. Sau khoảng thời gian đầu mình đi farm lên được level 4 thì bắt đầu mình đi gank anh em ơi. Ở đây có con Lilina nó mới level 3 nè mà, lao vô ulti và chém một cái nữa chiến công đầu anh em ơi. Đó, tướng tủ nó phải khác chứ anh em. Sau khi mình hốt sát được cái thằng Liliana thì mình cùng với thằng Batman lên định bắt luôn là cái thằng Yuka, nhưng mà nó trâu quá anh em ơi. Ôi tạm lui đi và xong rồi anh em à. Người chết không phải là cái thằng gấu mà lại là cái thằng mồ côi anh em ơi. Chịu. Bây giờ mình lên hỗ trợ ngay đó chính là VRS anh em à. Ăn luôn cái con xe xa này lấy lại thế cho team anh em ơi. Thôi thôi thôi. Ôi ôi tiên bản nó vô rồi anh em à. Pha này mình tưởng ăn dễ dàng anh em ơi, ai ngờ đâu là có thằng gấu với cái thằng Florentino anh em à. Cho nên khá là khó chịu anh em ơi. Đó, ăn được cũng trầy da chóc giải anh em à. Khoảng 20 giây sau đó thì mình đi xuống dưới, mình đi ganh phụ cái thằng Elsu anh em à. Ai ngờ đâu nó bị cái thằng Gidu chó anh em ơi. Mình lao vô hỗ trợ ngay lập tức anh em à. Định lấy luôn cái mạng của thằng Gidu nhưng rất tiếc là mình đã bị nó chón lại và AD team nó bắn một cái mình lên bảng điểm số luôn anh em à. Pha này thì thằng Yuka nó
nó xử lý khá là điên rồ anh em ạ. Không thể nào có thể mà lường trước được anh em ơi. Và nó cũng phải lên bảng điểm số giống mình mà thôi. Sau khi hồi sinh, mình đã ăn hết hai con bùa của mình và đi qua bên bển rón rén ăn luôn cái con bùa xanh tim nó và đi xuống đường rồng ganh và lấy luôn cái mạng của thằng Bèo Lé này mời. Rồi chạy đi đâu, chạy vào nồi em ơi. Và cũng không quên cái nhiệm vụ đó chính là ăn những cái mục tiêu lớn như là rồng, như là xe xa để tim mình được cường quá em ơi. Khoảng 10 giây sau mình đi xuống dưới mình hỗ trợ ngay đi, chính là thằng Batman em ơi. Batman đang bị cái thằng Yuka nó ao nhay bằng cái quả cầu băng xương em mà. Mình ao nhay lại bằng quả cầu băng xương, bay vô và né cái đầm trọng lực của thằng Yuka. Và anh Batman đã có một mạng đến từ vị trí của Yuka. Chắc chắn rồi, sau pha cơ bát này thì cái việc đẩy trụ ở cái đường xe xa nó rất là dễ đối với mình và anh Batman em ơi. Và đừng quên ăn những cái mục tiêu lớn như là rồng, như là xe xa để cho team mình được cường quá, cũng như là đợt lính mình cường quá lên, đánh một cái game nó mới dễ hơn em ạ. Bây giờ thì mình đang ngửi được cái mùi là team bạn muốn lấy cái trụ này của mình đi em ơi. Lao vô quá đây mình đúng rồi, trào mỏ mày con, rồi quay lại đớp nè Bánh Bánh, quay lại đớp em, rồi trào mỏ mày ăn chuối đi con lao hả mày. Hai thằng đớp mô kêu. Con xe xa tiếp theo đã ra, mình ăn xong và khoảng một phút sau đó team mình đã bị quét sạch bởi hai thằng gọi là hai thằng trâu sình anh em mà này. Hai trâu sình Violet và Guido anh em ơi. Lấy được cái mạng chấm dứt của thằng Violet là ngon rồi anh em ạ. Ừ. Con rồng tiếp theo đó đã ra. Đó tiếp tục lấy những cái mục tiêu lớn như thế này, team anh em mới có thể dễ chơi được nha. Đó, nói chung là anh em đi rừng thì anh em cứ việc mà đi farm, với lại kèm theo đó là ăn những cái mục tiêu lớn đó, ganh hỗ trợ hợp lý là win một cách dễ dàng à. Đây xe xa vừa ra là mình với đồng đội mình ăn liền nè anh em, để cho lính mà được cường quá, đánh một game dễ hơn đây mà. Pha này lao vô định kiếm thằng gấu anh em ơi, ai ngờ đâu bị Guido nó chửi một cái, không thể nào mà chạy được anh em ơi, nó đông quá chịu không có nổi. Sau hơn một phút mà đã hồi sinh xong thì con xe xa mình đã lên tới team bạn anh em ơi. Bây giờ cái việc ép trụ team bạn là vô cùng dễ dàng, bay vô ra quẹt ra vô lấy trụ thôi anh em mà thấy. Rồi pha này lao vô và lấy luôn cái mạng mèo đấy anh em ơi, và tạm lui nhẹ nhịp nha, pha này cũng chưa có win được đâu. Nói chung là còn cái thằng Guido mà trong khi đó cái con lính nó còn có miếng máu anh em ạ. Pha này thì team bạn định qua úp sọt team mình luôn em ơi. Và đây là Florentino, anh ta muốn qua đẳng cấp anh em mà. Một pha trọng trọng lực đi vào không khí anh em ơi. Và Elsu bắn qua đao một chém và lên bàn điểm số chứ còn gì nữa. Sau pha combat ấy thì team bạn chỉ còn cái nịch mà thôi. Bây giờ thì cái việc đẩy trụ đối với team mình vô cùng dễ dàng, khi mà team bạn chỉ còn mỗi cái thằng Magma, đó chính là Liliana anh em ạ. Còn mỗi nó thì làm ăn được gì anh em, nó đâu làm ăn gì được, bất lực mà nhìn team mình cào trụ thôi anh em mà. Với cái tốc độ cào trụ còn nhanh hơn sự trở mặt của người yêu cũ thì đây là cái trận đấu thứ hai mình đã win được rồi anh em ạ. Đó. Và bây giờ số sao của mình đã lên 31 rồi anh em ơi. KDA mình sẽ để tại đây cho anh em xem nha. Bây giờ là 21 giờ 17 phút, chúng ta sẽ cùng đến ngay với game 3. Ngay từ đầu game mình với team mình đã kéo qua cướp thẳng mặt cái con mùa xanh của rừng tiên bạn anh em ơi. Con bé Elite nó đang cố gắng nó ngăn cản cái việc cướp rừng của mình lại, nhưng làm sao mà ngăn cản được khi mà đam mê trong máu mình nó nổi lên rồi anh em ơi. Lấy luôn cái mạng của thằng Yata và lui về thôi anh em à. Sau khi mình ăn được cái con bùa xanh của rừng tim bạn thì đồng nghĩa với cái việc là rừng tim bạn qua cướp lại con bùa xanh của mình anh em ơi. Khoảng 45 giây sau đó con rồng nó xuất hiện thì mình ra mình phụ đồng đội mình ăn ngay, đó chính là con rồng anh em ơi. Bất ngờ thằng rừng tim bạn dùng chiêu đu dây điện nhưng mà mình quánh nó điên dây. Đừng nghĩ bậy nghe mấy đi. Sau khi mình ăn xong cái con rồng thì mình đi xuống đây mình ăn ngay, đó chính là con xe xa anh em ơi. Đang ăn ngon lành cành đào thì tự nhiên có một mũ rách nó ra xuất hiện, nó định cản trở anh em ơi, ai ngờ bị team tôi giết luôn em à. Và thế là con xe xa này đã easy thuộc về team tôi. Khoảng 45 giây sau mình định đi xuống đường rồng lấy luôn, đó chính là hai cái mạng của thằng Bắc Ma này anh em ơi. Team mình ở đây có 3 thằng, 4 thằng chứ anh em. Ừ, 4 đánh 2 không chọc cũng què anh em à. Bay vô và hốt xác tụi nó thôi anh em ơi. Nè, tao bỏ mày ăn chuối đi mày. Lấy luôn cái trụ anh em à. Tưởng lấy dễ dàng được cái trụ nhưng không, đời không như là mơ anh em ơi. Team bạn ra đép, đó chính là cái thằng Yata và kèm theo đó là cái thằng IO anh em à. Yata dùng chiêu đại bàng hấp diêm thành công, đó chính là cái con Karisi anh em ơi. Tầm này hết chiêu để chơi rồi cho nên mình đành phải về thôi. Sau hơn 1 phút rưỡi á thì team mình đã lấy được cái trụ đường rồng anh em mà rất là dễ dàng luôn, bởi vì team bạn không có ai đép hết. Và sẵn tiện lấy luôn con rồng này để lấy lợi thế cho team, để team có một cái thế lính cao đánh nó mới dễ anh em à. Sau đó mình lên ngay, đó chính là cái đường tà thần xe xa anh em à. Nhanh ngay, đó chính là cái con bé Elite anh em ơi. Một mình nó thì làm sao mà sống được anh em à. Sau khi giết được nó thì team mình đã ăn dễ dàng con xe xa, và kèm theo đó là cái trụ đường top của team bạn.
Từ đầu game tới bây giờ mình chưa có một mạng nào chơi, cho nên bây giờ mình khao khát muốn có được một mạng gì lắm rồi đây mà. Mình lao vô, mình solo tay đôi với thằng Murat em ơi. Bay vô không cho nó dễ đây mà. Chạy đi đâu con sâu đang chui đây mày, và không lấy được mạng của nó và còn phải nằm xuống nên em mà quải che đậu được chứ sao xui dữ trời. Tuy á mà mình xui nhưng mà được cái là đồng đội mình đánh rất là hay luôn em mà. Gánh mình từ đầu game tới bây giờ luôn. Team mình đã lấy được cái trụ bậc thềm ở cái đường mid rồi. Đó, khoảng 30 giây sau mình hồi sinh ra mà mình ra mình ăn ngay đó chính là con Caesar và kèm theo đó là con rồng em ơi. Mình ăn hai con này á thì giúp cho team mình nè cái thế lính cao lên và cũng như là team mình được cường quá, đánh một cái game nó mới dễ hơn anh em à. Và mình sẽ thả con xa ở cái đường rồng với cái thế lính ép như thế này nè, là anh em phải đẩy lính thật là cao lên để cho gọi là team anh em á dễ ép hơn nha. Lấy luôn cái mạng của thằng cha ta vô cùng dễ dàng bởi vì nó đang AFK anh em đấy. Trận này nó AFK anh em mà cũng khá là may mắn cho mình. Mình ở đây mình bắt bóng ngay đi chứ là bóng của thằng Murat nhưng rất tiếc là không được, nhưng mà bù lại là team mình đã lấy được cái trụ ở cái đường Caesar em ơi. Rồi chuẩn bị vô bật win thôi. Tầm này thì có lẽ là trận đấu này sẽ kết thúc tại đây cũng khá là dễ dàng do cái thằng Yata nó AFK từ đầu game tới bây giờ anh em ơi. Thế là số sau của mình đã lên 32 rồi anh em à. Và cái DA mình sẽ để tại đây nha. Mà phải gọi là tố cáo Yata anh em à. Ai kêu mày AFK, cảm ơn mày rất là nhiều. Bây giờ là 21:33, chúng ta sẽ đến ngay với game 4. Đầu game tôi với cái thằng Ryomo qua bên bển kiếm mối với cái thằng Ben anh em mà cướp thành công cho mình đó chính là cái con bùa xanh và lấy luôn cái mạng của nó anh em ơi. Và sau đó tụi tôi về nhưng mà đáng tiếc tay là tôi chưa có level 2 và đành phải nằm xuống tại đây. Khoảng 2 phút sau đó tôi đi xuống hỗ trợ đồng đội ăn xin xa anh em ơi. Ai ngờ đâu gặp cái thằng Vred này lấy luôn cái mạng của nó và kèm theo đó là cái mạng của thằng rừng team nó anh em ơi. Và double kill, double lượt hai mạng đến từ vị trí của Yoshi anh em ơi. Né nhẹ cái ulti của thằng gọi là cái thằng Jata anh em mà. Lao vô chuẩn bị ăn ké xương xương nè, bu liếm xương xương nhưng đáng tiếc là không thành công anh em ơi. Và mình phải tạm lui về anh em mà, bởi vì mình không có đủ máu để có thể đơm lui con Caesar anh em ơi. Khoảng một phút sau mình di chuyển ra mid để đi gank anh em mà. Và vô tình mình thấy cái thằng HP team nó còn có một miếng máu và nó sung anh em ạ. Lên bảng điểm số anh em ơi, nhanh cái tay lẻ chân lấy lui con Caesar và núp trong cái bụi này anh em mà. Bởi vì mình biết là cái thằng Vred thế nào cũng qua đây anh em ơi. Đấy, thấy bóng dáng nó chưa anh em. Ryomo dùng combo đó nè. À rồi chạy đâu, trời ơi mày tưởng mày ulti là mày chạy được sao? Ôi trời ơi, chạy được anh em mà, nhưng mày chạy vào nồi anh em ơi. Đáng tiếc là không phải là mạng của mình. 30 giây sau mình di chuyển sang cái con bùa xanh tiên bản định cướp nhưng mà không thành công anh em mà, bởi vì thằng đường tiên bản đã ăn trước rồi anh em ơi. Ở đây có một con bò đi chính là con bé Elite nữa anh em mà. Rồi tới củ kẹo này có ăn chuối mày chạy đi đâu em ơi. Và thế là mình đã có cái mạng bá đạo. Đang ăn con blue ngon lành thì nghe tin team mình đang bị quánh bởi cái thằng Yata anh em ơi. Bay vô chia đam rồi xong rồi trào bóng hỏ mày rồi con. Nhanh cái tay lẻ chân đi xuống đường xe xa định lấy luôn cái trụ, nhưng đã có cái thằng rừng tiên bạc ở đây bằng xương ao nhây. Và trời ơi mẹ, tôi cái thằng Ryomo pha này bị nó ao nhây lại anh em mà. Đúng là anh Tùng Bùi đánh quá gắt anh em ơi. Đó, nói chung thì thôi chịu nha. Anh Tùng Bùi đánh như thế này thì tôi làm sao để được anh em mà. Anh bu liếm Joker Bến Tre đó có mặt ở đây và kết thúc được cái mạng của thằng Ben anh em ơi. Lấy luôn cái mạng cho ta được không nào. Trời ơi, không có bùa sao là không có bùa đỏ để làm chậm nó. Thôi tạm lui về mà lui vào thẳng cái con bùa xanh của rừng tiên bạn. Ăn xương xương con bùa xanh của rừng tiên bạn xong thì mình sẽ nhanh cái tay lẻ cái chân ăn luôn cái con xe xa và đi xuống đường xe xa để ganh cái thằng Vred đi bơi. Hồi nãy giờ thấy nó láo lắm đó rồi xong mình trào bỏ bỏ con chạy hộ cái luôn, ăn chuối đi mày. Sau khi mà mình đã ăn xong cái thằng Vred rồi á thì cái việc đẩy trụ của cái thằng Ryomo nó rất là dễ dàng đó, cho nên nó đã lấy được cái trụ đó và team mình đã quét sạch team bạn thì cái việc đẩy trụ của team mình rất là dễ dàng luôn mọi người ơi. Rồi đi xuống dưới đây là đấy, anh em biết tôi ganh ai nữa không? Chắc chắn rồi bé Alice. Trời ơi, đầu game tới bây giờ nghe ta nói tôi ganh nó không biết bao nhiêu mạng luôn nè, mà lấy luôn cái con blue đấy, con blue mà tôi lâu tôi quên tên nên anh em thông cảm nha. Rồi bằng sự lách léo tôi đã lấy được con blue và tạm lui về nhẹ một cái nè. Khoảng 30 giây sau đó ở đường mid có hỗn chiến anh em ơi. Mình tưởng là chỉ có mỗi con bé Elite ở đây thôi ganh được cái mạng bé Elite, nhưng mình cũng phải nằm xuống và kèm theo đó là cái mạng của Ryomo này mà. Và team bạn sau khi mà hai tụi tôi chết rồi á thì team bạn dễ dàng lấy được cái trụ mid và xong rồi anh em ơi.
nó lấy luôn cái mạng của thằng Rick Butter anh em à, tới con kẹo rồi. Sau khi hồi sinh xong á thì tôi ra tôi ăn cái con bình lưu của tôi á, đang ăn thì thấy thằng Mid Team mình đang bị thằng Rừng Team bạn ăn hiếp anh em ơi, vô lấy xong cái mạng của nó và định đép trụ nhưng không kịp anh em à. Nó thằng Vedet nó bào trụ còn nhanh hơn Tào Tháo được nên anh em ơi, cho nên đành chịu và mất cái trụ thôi. Tiếp theo đó mình vẫn là ra đây mình đép lính nha anh em, nói chung là không đép lính thì team bạn vô tràn vô thì nó sẽ lấy trụ của mình. Rồi xong tới cú kiểu Vedet rồi anh em à, mày tào đò mày con chạy hộ luôn để ăn chuối mày lao hả mày. Vậy là team mình đã càng quét team bạn, giết được hai thằng anime tranh thủ ăn luôn, đó chính là cái con rồng này anh em à. Nói chung là anh em à, thôi ăn rồng làm gì vậy anh em, đáng lẽ là mình đang ăn rồng đó anh em à, mà tại vì team bạn nó vừa giết team mình cho nên mình phải trả thù anh em ơi. Lấy cái mạng cho ta và kèm theo đó là cái mạng của thằng Elsu anh em à, double kill. Trận đấu này thật sự là quá mãn nhãn anh em ơi. Và mình sẽ lấy luôn cái trụ này nha anh em à. Nói chung tôi bò mà rồi anh em ơi. Rồi xong rồi. Mình bị cái thằng Ben nó đập bò mà rồi anh em ơi. Pha này ẩu quá. Sau khi hồi sinh mình ra mình ăn lẻ cho mình, đó chính là con xe xa anh em ơi. Đang ăn thì gặp thằng Đường Tiên bạn nó qua kiếp chuyện bên anh em à. Xin lỗi mày, tao đã có một cái gọi là huân chương trôi đó. Nói chung là có huân chương trôi thì nó quánh mình như gãy ghẻ anh em ơi. Nhưng đáng tiếc thay á là cái thằng Mít Tiên bạn đã lấy luôn cái xe của mình anh em ơi. Và mình ra Mít là coi như là nãy giờ mình mình đơm cái thằng Alice bao nhiêu là bây giờ trả thù lại anh em à đó. Nói chung là có qua có lại với tội lòng nhau đúng không Elite? Đó, vậy tao bắt mày nữa là được rồi chưa? Trời ơi, cay anh em, cay liền. Nói chung là nãy giờ là tôi bắt cái thằng Elite nó hơi bị nhiều luôn anh em ạ. Và thằng Rừng Team bạn cũng như là team bạn đã gọi là Sikawe hết rồi, cho nên cái việc ăn rồng của mình rất là dễ dàng. Pha này mình ra và mình đã bị ba thằng đó đơm lại anh em ạ. Nhưng mà rất là may mắn là mình còn dám hồi sinh và mình đã sống sót được pha này. Khoảng 30 giây sau đó mình ra mình ăn ngay đó chính là cái con mùa xanh của Rừng Tiên bạn. Sau đó mình lấy luôn cái trụ thứ hai của Đường Xây Xa Tiên bạn anh em đấy. Và cái dấu ấn này mới là quan trọng nè anh em. Mình tưởng là cái trận đấu này nó sẽ kết thúc tại đây luôn anh em à. Bởi vì team bạn đã chết hết rồi và team mình đấy, nói chung là mình sẽ tăng cho lính anh em ơi. Nhưng mà đấy tiếng tay á là cái thằng Mít Team bạn nó ra sớm quá, nó ra khoảng chậm khoảng 1 giây nữa là mình đã lấy luôn được cái trận đấu này anh em ơi. Nhưng mà đáng tiếc là như nãy giờ mình đã nói, đời cũng như là mơ nên là thường giết chết mộng mơ anh em ơi. Pha này cái thằng phân bón Kahi nó còn có miếng máu anh em mà, thằng Ben thấy thế tham anh em, dí theo định đơm anh em mà, ai ngờ bị đơm ngược lại anh em ơi. Và sau khi á mà cái thằng Rừng Tiên bạn nó chết rồi, team mình tranh thủ ăn luôn đó chính là con xe xa. Và bây giờ mình sẽ lên cái đồi xe xa, mình thả ngay cái đồi xe xa anh em ơi. Ở đây có thằng Elsu anh em mà, khỏi ngắm đi con ơi, chạy được nhưng mà chạy vào nồi em yêu à đó. Nói chung là mình đón hướng các kiểu nó điểu rồi, phải đón không đón hướng nó cũng chết nha anh em. Lấy luôn cái con quần lưu team bạn, khoảng 10 giây sau đó thì team mình đã có một pha xử lý hơi bị ngáo ngơ luôn. Là mình là đã hết chiêu rồi, vậy mà team mình lao vô đơm đúng rồi anh em ơi. Ở đây có anh chó cơ bích tre định bú liếm xương xương, đó chính là cái mạng Vedet. Bú liếm được cái mạng Vedet nhưng mà anh ta cũng phải nằm xuống thôi. Và cái thằng Richter thì chắc cứu rồi anh em mà, nó cũng sẽ lên bảng điểm số mà thôi. Khá là may mắn là pha đó đợt lính mình đang cao anh em mà, cho nên team bạn cũng chẳng làm gì được team mình em ơi. Và bây giờ làm sao nè, ở đây có anh Jata bay vô chia đam anh em mà. Bốn thằng chia đam thì thằng Jata không thấm thằng nào anh em ơi. Bay vô rỉ máu cho nó ra skill trước anh em ơi. Và sau đó lấy cái mạng đó sau, mình vô mình hồi máu tí xíu anh em mà, vô ăn cái con gọi là cái con red hồi tí máu rồi mới quay lại đơm nha. Đơm trước đó chính là cái con bé Elite anh em ơi. Đây hồi nãy giờ anh nghe nói mày gọi là mày muốn trả thù anh đúng không đấy, cay lắm anh em à, mà không làm gì được anh em ơi. Và chắc chắn rồi, cái mạng cuối cùng đó chính là cái mạng của VS. Và cái trận đấu này sẽ kết thúc tại đây với cái tỷ số đó chính là 18-6. Trời ơi, cái trận đấu này mình quá là xanh xao luôn anh em ơi. Và cái mức sao của mình đã chính thức lên được 33 rồi anh em à. Và cái đây mình sẽ để tại đây nha. Bây giờ là 21:57 thì chúng ta sẽ đến ngay với game 5. Game 5 cũng là game cuối, bởi game cuối nó cực kỳ khó khăn anh em à. Bởi vì đầu game chưa hết mà team bạn đã kéo 3 kéo 4 qua cướp rừng team tôi rồi anh em ơi. Team mình có làm nhưng mà không làm gì được cả anh em à. Bay vô bú liếm xương xương, đây là cái mạng đầu tiên của mình anh em ơi. Chiến công đầu này thì qua cướp của tao hả mày. Thông biết chơi chơi luôn á, ghê nha. Ở này cũng khá là cam co bởi vì mình đã gặp hai cái cục top anh em à. Đó là top Nata và top Anate anh em à. Đó, nói chung là top không top gì mình cũng cân hết anh em ơi, không có đắn đo gì cả anh em à. Súng 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 súng, đây double kill anh em ơi.
Này thì qua cướp của tao hả mày? Chưa hết mà đầu game mình đã có 3 kill rồi anh em à. Và đây là kill thứ 4 anh em ơi. Bởi vì cái thằng Ryoma nó vô nó mất cái thằng Lavi và nó cũng phải nằm xuống mà thôi. Sẵn tiện mình lấy nhanh đó chính là cái con Caesar anh em à. Bay vô hỗ trợ cái thằng rừng tiên bạc ăn blue anh em ơi. Nhưng mà đáng tiếc thay là nó không cần anh em à. Nó không cần cho nên mình đành phải lui về anh em ơi. Sau 50 giây farm thì mình lên đây mình hỗ trợ ngay đó chính là đồng đội mình anh em à. Đây, ở đây có AD team nó anh em ơi, AD team nó đã về được rồi. Nhưng mà cái thằng SB team nó cũng về được luôn anh em mà. Và không, thằng AD team nó đã phải lên bảng điểm số bởi cái thằng Yata anh em ơi. Đấy, nói chung là cũng không lỗ. Vẫn là cái bụi thần thánh anh em ơi, núp bụi chờ thời cơ và núp lấy con mồi anh em mà. Núp được cái thằng Natalia. Nhưng mà cái pha này mình hết đường chạy rồi anh em ơi. Mình ráng cọ quậy nhưng mà cọ quậy cỡ nào cũng phải lên bảng điểm số mà thôi. Khoảng 20 giây sau đó Nata hồi sinh và tiếp tục lên bàn thờ ngắm gà thỏ thân anh em mà. Đấy, nói chung cũng tội mà thôi cũng kệ, biết sao giờ anh em ơi. Ở đây có hai thanh niên thấp máu anh em mà. Một chém, hai chém trụi một máu kìa anh em. Chạy vô trụi trụi khó chịu anh em mà. Triple kill, lấy được cái triple kill nhưng pha này mình xử lý hơi ngáo ngơn anh em ơi, hơi tham. Pha này không nên như thế anh em mà. Anh em phải để dành máu để lấy trụ nó mới lợi hơn anh em ơi. Chứ pha này đổi mạng với B như vậy là sai lầm. Khoảng chừng 40 giây sau đó thì tiên bạn đang có dấu hiệu muốn lấy là cái trụ này anh em ơi. Nhưng lấy làm sao được rồi lấy được anh em mà, thôi tạm lui đi. Nói chung là bất lực pha này anh em ơi. Tim nó ta nói đông quá chịu không có nổi anh em mà. Thêm cái thằng là Natalia nó trời cùng ống tôm mình cũng thấy hơi rén anh em ơi. Tiếp tục cái chiên một đó chính là núp bụi long tần trưởng chờ thời cơ đắp lấy con mồi thôi anh em. Và đây là một pha double kill đến từ vị trí của mình anh em ơi. Nó nhanh cái tay lẻ chân lấy cái trụ mid và kèm theo đó là cái trụ đường top anh em ơi. Nói chung là những cái pha nào mà anh em lấy được cái trụ thì anh em cứ mà cố gắng lấy hết mình, hết sức nha. Rồi làm sao cọ quậy hả mày? Mày khỏi cọ quậy đi mày ơi. Rồi trào bỏ con chuối đi mày. Ôi trời ơi, mình lui về anh em ơi. Nói chung là con Snetria nó cũng khá là khó chịu. À đây, mẹ biết vậy hồi nãy quay lại đơm nó được anh em mà, nó ulti rồi. Mình tưởng nó chưa ulti anh em ơi. Team mình đã quét sạch team bạn thì cái việc mà ăn xe xa với ăn đồng là cái điều hết sức là dễ dàng anh em à. Anh em tôi đâu, chuẩn bị phụ tôi vô combat nè. Nãy giờ là thấy ngứa tay ngứa chân lắm anh em ơi. Ulti thẳng mặt cái thằng AD team nó anh em mà. Nhưng mà ulti là chỉ gọi là khè khè thôi. Ra đây mới gọi là chính anh em mà. Thôi tưởng lấy được cái trụ nó nè em ơi, ai ngờ đâu là nó nhanh cái tay lẹ chừng quá, đép nhanh quá nè em à. Rồi tới cụ kiệu Natalia anh em ơi. Ở đây là có 3-4 thằng team mình nè em à. Bay vô quăng quy combo, trời ơi trâu quá thôi, lui nhẹ cái đi. Ăn ngay đó chính là cái con rồng anh em à, để lấy lợi thế cho team nha. Pha này thì mình không hiểu sao là cái thằng Anate nó di chuyển ngáo ngơ cành bơ luôn anh em à. Nó di chuyển chạy nó lên nó gọi là nó dâng hiến mạng của nó cho mình nữa. Nè, pha này mình bay vô mình ulti thẳng mặt cái thằng Natalia nhưng mà không được anh em ơi. Nói chung là team mình vô là pha này càng quét team bạn là coi như là muốn xanh chín team bạn luôn. Sau pha combat này thì team bạn chỉ còn cái nịt thôi và team mình sẽ dễ dàng lấy những cái trụ thứ hai của cái đường top và cái đường mid đó và ăn ngay đó chính là con Caesar và bắt đầu là chuẩn bị có combat rồi nè. Đó, gia ta bay vô em, trời ơi trâu quá, tôi lùi nhẹ nhẹp đi về ăn rồng anh em ơi. Chuẩn bị có combat rồi nè anh em à. Sau khi mà mình ăn rồng á thì team bạn gọi là kéo ba kéo bốn quánh team mình em ơi. Mình không thể nào mà nhịn nhục như thế được. Bay vô hấp diêm trước tiên đó chính là cái thằng Ryomo anh em à. Chạy đi đâu con sâu này rồi ăn chuối đi mày. Team mình thì ở phía sau đã càng quét hết team bạn anh em ơi. Chỉ còn mỗi cái thằng Natalia và kèm theo đó là cái thằng Anate đây mà. Bay vô đơm hai mắt ma anh em ơi. Và có lẽ là trận đấu sẽ kết thúc tại đây thôi anh em mà. Triple kill là món quà cuối cùng trong trận đấu này mình sẽ tặng cho anh em nha. Và có lẽ là trận đấu sẽ kết thúc tại đây em mà. Mình đã chính thức lên được 34 sao. Và nói chung là số điểm thì một chút mình sẽ cho anh em xem nha. Còn đây là cây đây. Thì số điểm bây giờ của mình là 5.462 điểm. Hồi nãy là 5.223 điểm. Vậy là cũng lên tầm 300 anh em mà. Và đây là batch 1 của cái series leo top Naganoc Việt Nam. Và số sao cao nhất của UC. Nếu anh em thấy hay hãy cho mình xin một like kèm theo đó là một đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì bye bye và anh em ở những clip tiếp theo nha.